Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có về một số sản phẩm đồ gỗ. Đầu tiên ngày hôm nay shop giới thiệu là cho quý cô chú là bộ cặp ghế với cái bàn nha quý chú nha. Dạ, cặp ghế này là trên thị trường rất là ít gặp nha quý chú nha. Dạ, bàn thì bàn một cốt, ghế thì ghế chữ X nha quý cô chú nha. Đây, ghế chữ X nha quý cô chú nha. Dạ, cái dạng ghế này rất là ít gặp ha. Dạ, ghế này thì rất là dày, dày 2 phân quý chú nha, mặt một tấm đó. Đây quý cô chú thấy à, ghế nè, tại sắp quen mình nó hơi khó nha quý chú nha. À, ghế chỉ ít đó. Ý cô chú nào không hiểu không rõ thì gọi điện trực tiếp tới shop. Nói chung hai cái ghế giống nhau ha quý chú nha. Trên đây thì có cái tựa. À, tiếp theo là cái bàn. Cái bàn này thì là 70. Nè, 70 và cao là 70. Đó, mặt một tấm nha. Còn cái ghế độ cao là 52. 52 và chiều cao tổng thể là 98 nha quý chú nha. 98. Một cái bàn hai cái ghế này cô chú có thể ngồi uống trà hai bên ha. À, sáng trà đạo. Dạ, sau đây sắp quay cái mặt bàn ha, một tấm luôn, một tấm gỗ đỏ nha. Cái này chỉ lau vào ni qua đẹp quý cô chú ơi, còn không mình sử dụng vẫn tốt nha. Mặt một tấm gỗ đỏ. Cái bàn này nó có mộc đúng không chú ơi, cấp sẽ kiếm cái mộc cái chân nè, ba chân bàn một cốt. Ừ, mộc mẹ đây. Đây là giống như công ty vậy quý chú ơi. Cái này hồi xưa nè. Cái này là quý cô chú nào nhìn là biết nè. Chợ lớn, Đại Lộ Minh Mạng, sản xuất bàn ghế Á Châu. Đại Lộ Minh Mạng ở Chợ Lớn, 257 Đại Lộ Minh Mạng, Chợ Lớn. Đó, cái bàn lành ha. Bàn một cốt gỗ đỏ luôn. Chỉ ít nha quý cô chú nha. Dạ, rất đẹp nha. Nó sắp sẽ quay sát cho quý cô chú thấy này. Đây là những cái xài sử dụng mộng cây và những cái dấu đinh xưa nha. Đó, đinh xưa luôn. Bạn ghế chữ X rất đẹp quý chú ơi.
Ở phía sau này lượng nha, rất đẹp nè. Đó, lượng qua để mình ngồi mình ngã cái lưng nó quý cô chú. Dạ. Này phía sau. Hai cái ghế thì giống nhau. Bây giờ những cái ghế như như vậy là trên thị trường ít gặp nha quý cô chú nha. Gõ đỏ. Đó. Cái này về với cô chú chỉ sử dụng thôi. Cái vân gõ rất đẹp nha. Đó. Vân gõ rất đẹp nè. Cái bàn cũng gõ đỏ luôn. Có hai cái ghế. Đó. Gõ đỏ rất đẹp nha. Đó. Những cái đinh nè. Những đinh xưa nè quý cô chú ơi. Còn zin luôn. Dạ. Mặt ngồi hai hai phân rất là đẹp nha. Ghế số 2 giống nhau. Cái ghế nó đây nó có độ ngã quá là đẹp. Đây nó có độ ngã quá. À, trên đây ngã một chút xíu ở đó. Dưới đây cũng có chạm nha quý chú nha, chạm ba cái chân đó, chạm ba chân nha. Sau đây shop xin báo giá cái bàn là 5 triệu rưỡi, một cặp ghế là 6 triệu là 12 triệu, cặp ghế 6 triệu rưỡi, cái bàn 5 triệu rưỡi. Này là zin nha quý cô chú nha. Ghế xưa. Ghế này trên thị trường ít gặp nha quý cô chú nha. Dạ. À, chỉ có hai cái thôi. Hai cái ghế với một cái bàn là 12 triệu, sắp xin bao ship 50 cây số. Dạ. Cái này về cứng cáp đúng không chú ơi? À quên đó, đây nó có thể gặp lại được nha. Gặp lại được cho bố chú nha. Đó. Cái này mình gặp lại được nè. Là chắc chắn nha. Dạ cuối video clip cũng cảm ơn cô chú đã xem hết hai cái ghế và một cái bàn kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và bình an. Quý cô chú nào mà chưa có đăng ký kênh YouTube thì quý cô chú nhấn vào kênh Lê Quốc Đồ Xưa và chia sẻ cho mọi người cùng biết đến. Còn quý cô chú nào không rõ thì cứ bình luận phía dưới để shop tư vấn. Dạ, cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Dạ, xin cảm ơn.